Đúng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7, nghi lễ thừa cờ rủ được tiến hành tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chính thức bắt đầu lễ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất sau chúng tôi vừa mới cập nhật được sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lễ thượng cờ rủ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giải cứu 71 trẻ khỏi vụ cháy tại trường mầm non. Ngộ độc methanol sau khi uống rượu đám cưới, một người tử vong, 4 người nhập viện. Phó trưởng công an phường hy sinh được truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc. Lễ thượng cờ rủ quốc tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đúng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7, nghi lễ thượng cờ rủ được tiến hành tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chính thức bắt đầu lễ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào thời điểm diễn ra buổi lễ, thời tiết Hà Nội nhiều mây. Rất đông người dân, trong đó có nhiều đoàn viên thanh niên, đã có mặt ở quảng trường Ba Đình từ sớm để chứng kiến lễ treo cờ rủ. Khi lá cờ được kéo lên, nhiều người đã không kìm được nước mắt xúc động. Ghi nhận sáng ngày 25 tháng 7, hàng ngàn người dân với trang phục lịch sự tối màu đã đến trước quảng trường Ba Đình, Hà Nội để dự lễ thượng cờ rủ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự lễ thượng cờ rủ tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Nguyễn Thị Tường Hạnh, 50 tuổi ở Hà Nội xúc động. Thực sự rất là đau xót, nhớ bác trọng lắm. Vẫn nhớ câu nói của bác. Ta là con cháu cụ Hồ, đảng là đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam. Đất nước này nhất định đi lên, không được phép tục hậu. Trong thời gian tổ chức lễ quốc tang, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ có giải băng tang có kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ trao cờ đến 2 phần 3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Tối ngày 25 tháng 7, không có lễ hạ cờ như thường lệ mà lá cờ rủ sẽ được trao liên tục trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7 để tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giải cứu 71 trẻ khỏi vụ cháy tại trường mầm non Tin cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 7. Vào thời điểm trên, một đám cháy bùng lên tại phòng chứa đồ dùng phục vụ học bán trú của học sinh, giáo viên trường mầm non Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Khi đó có 71 cháu đang học ở các lớp nhà trẻ, mẫu giáo. Phát hiện tín hiệu báo cháy, các giáo viên đã hô hoáng, đồng thời nhanh chóng di chuyển trẻ ra ngoài an toàn và cùng người dân sử dụng hàng chục bình cứu hỏa sẵn có để khống chế đám cháy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn làm hư hỏng bộ hai điều hòa, 2 TV, 70 giường, thảm và nhiều đồ dùng, tài liệu, tủ đựng đồ của học sinh. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngộ độc methanol sau khi uống rượu đám cưới, một người tử vong, bốn người nhập viện cấp cứu. Ngày 24 tháng 7, thông tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đó một ngày, đơn vị đã tiếp nhận bốn trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol sau khi uống rượu tại một đám cưới. Cụ thể, trước khi nhập viện khoảng 2 ngày, bốn bệnh nhân có uống rượu tại một đám cưới ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Sau khi uống rượu, các bệnh nhân có biểu hiện mệt nhiều, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay rung có bệnh nhân xuất hiện biểu hiện khó thở. Theo bệnh nhân Trần Xuân Tài, 35 tuổi, trong mâm cổ đám cưới có anh và bốn người khác ngồi cùng mâm uống nhiều rượu nhất thì đều phải nhập viện. Trong đó có một người đã tử vong trước khi vào viện. Cả năm người đều uống từ 2 đến 3 bữa rượu trong đám cưới. Riêng bữa rượu buổi chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 7 là uống nhiều nhất. Sau khi uống bữa rượu cuối cùng vào chiều tối ngày Chủ nhật, bệnh nhân Tài thấy mệt nên đã ngủ ly bì hơn 2 ngày không thể dậy nổi. Vợ bệnh nhân thấy anh nằm thì chỉ nghĩ bị say rượu. Đến chiều ngày thứ ba, 23 tháng 7, khi có biểu hiện quá mệt, buồn nôn, chóng mặt, đau người, anh Tài mới lo lắng và bảo vợ đưa đi khám. Anh Tài cũng cho biết rượu anh cùng mọi người uống là rượu có sẵn ở đám cưới, không biết rượu được mua từ đâu. Bản thân anh lần đầu tiên sau khi uống rượu có những triệu chứng mệt mỏi như vậy. Anh Tài cũng không ngờ mình và mọi người bị ngộ độc rượu nặng đến thế, thậm chí có người đã tử vong. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu rượu các bệnh nhân uống trong đám cưới cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 34%, trong khi đó với loại rượu thông thường, nồng độ ethanol chỉ có 14%. Chúng tôi lo ngại số lượng người bị ngộ độc rượu có thể sẽ nhiều hơn con số 4 bệnh nhân đang nhập viện, bác sĩ Nguyên chia sẻ. Giám đốc trung tâm chống độc cũng cho hay, với 4 bệnh nhân bị ngộ độc cồn công nghiệp methanol nêu trên, có người có thể sẽ được điều trị khỏi hoàn toàn Tuy nhiên, thời gian sau rất có thể vẫn sẽ gặp phải những di chứng về thần kinh. Chủ biệt thự ở Hà Nội bị sập, chị gái không gọi, cả nhà 8 người sẽ bị vui lấp. Chiều 24 tháng 7, sau gần một ngày xảy ra sự cố sập căn biệt thự tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãng, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Các lực lượng chức năng và người nhà vẫn chưa thể tiếp cận căn biệt thự để tìm tài sản. Hiện tại, nền địa chất tại đây đang yếu, căn biệt thự vẫn chưa sập hẳn xuống mặt đất. Lực lượng chức năng đã làm rào chắn phong tỏa hiện trường để người dân không ra vào khu vực nguy hiểm. Đứng ngồi không yên cạnh căn biệt thự trị giá gần 4 tỷ mà gia đình tích cóp làm nên. Anh Đinh Công Thắng, chủ căn biệt thự cho biết, gia đình anh có bốn anh chị em, bố mất sớm. Cả nhà tích cóp dựng được căn nhà để ở, niềm vui chưa được bao lâu thì. Bao nhiêu tiền của đổ vào nhưng sau một đêm bỗng tay trắng. Cả nhà năm người hiện không có chỗ ở, phải chia nhau đi ở nhờ nhà người thân ở trong thôn. Chủ căn biệt thự bị sập cho biết, hôm qua mưa cả ngày, các chị của anh và các cháu đã về nhà mẹ chơi, ăn cơm tối và ngủ lại với gia đình. Sau sự cố, căn biệt thự của gia đình anh thắng chỉ còn là đống đổ nát. Từ ông chủ căn biệt thự gần 4 tỷ giữa vùng quê ngoại thành, anh bỗng trở nên trắng tay. Lúc ấy khoảng 4 giờ, chị gái thứ ba thức giấc gọi tôi và mẹ. Mấy mẹ con ra đầu nhà kiểm tra thì thấy gạch ở bờ kè rơi xuống. Căn nhà cửa quậy, sau đó rung lắc. Tôi vội chạy vào gọi cả nhà thức dậy, rồi tất cả chạy ra ngoài dưới trời mưa tầm tã. Anh Thắng kể. Sau khoảng 15 phút, một tiếng động lớn phát ra giữa không gian tối mù mịt đã phá vỡ không gian tĩnh mịch của vùng quê hẻo lánh. Cả gia tài tiền tỷ của anh Thắng chỉ còn là đống đổ nát. Xót xa trước cảnh mất trắng căn nhà giá trị, những người trong gia đình anh chỉ biết khóc giữa trời mưa tầm tã. Người đàn ông 30 tuổi cho biết thêm, căn biệt thự được xây dựng năm 2021 là tâm huyết của cả gia đình. Bị sập sẽ khiến cả nhà khốn đốn. Bởi sau khi khắc phục, lấy tiền đâu để mua đất hoặc xây nhà? Nếu dựng nhà ở miếng đất cũ cũng chẳng thể yên tâm, bởi thiên tai vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Sau này có ở lại đây cũng không an tâm, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Cả gia đình sẽ bất an, Nâm nớp lo sợ sạt lỡ có thể đến bất cứ lúc nào, anh Thắng buồn bã nói. <laughs> truy tố đối tượng dùng tu vít đâm vợ giả mang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có kết luận điều tra vụ án hình sự, hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố bị can Lê Minh Hợi sinh năm 1996 về tội giết người. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lê Minh Hợi và bị hại là chị Võ Thu Nhi có quan hệ vợ chồng và đã có hai con chung, còn nhỏ. Do ghen tuông, khoảng 2 giờ 10 ngày 26 tháng 3, Hợi sử dụng tu vít đâm liên tiếp 31 nhát vào người chị Nhi. Mặc cho nạn nhân kêu cứu, và dù nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chị Nhi, nhưng hợi chỉ dừng lại khi nghĩ rằng chị Nhi đã chết. Việc chị Nhi không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của hợi. Hành vi này thể hiện rõ tính chất côn đồ, hung hãn của đối tượng và cấu thành tội giết người. Phó trưởng Công an phường hy sinh được truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc. Chiều ngày 24 tháng 7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 đến thân nhân Trung tá Trần Duy Hùng, nguyên phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế. Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tới thân nhân gia đình Trung tá Hùng. Như đã thông tin, chiều tối ngày 12 tháng 1, Trung tá Trần Duy Hùng cùng tổ công tác Công an phường Thủy Vân khống chế đối tượng Nguyễn Tấn Sang, 25 tuổi có biểu hiện bệnh lý loạn thần, thường xuyên chặn xe, gây rối trật tự công cộng, đe dọa tính mạng tài sản của người dân đi qua đường. Quá trình áp sát khống chế đối tượng, trung tá Trần Duy Hùng bị sang đâm nhiều nhát, do vết thương quá nặng, trung tá Trần Duy Hùng đã hy sinh. Chủ tịch nước quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho trung tá Trần Duy Hùng khi đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Bộ Công an đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đề nghị nhà nước công nhận liệt sĩ đối với Trung tá Trần Di Hùng. Video hy hữu khinh khí cầu nâng xe máy lên cột điện gây mất điện diện rộng có đến 400.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh mất điện sau khi một khinh khí cầu kéo lê theo xe máy lên cao rồi va chạm với đường dây điện ở Brazil. Đoạn video do người dân địa phương quay bằng điện thoại di động cho thấy khoảnh khắc gây sốc khi khinh khí cầu dài 75 m không người lái nâng một chiếc xe máy và đâm vào cột điện tại São Paulo hôm ngày 22 tháng 7. Vụ tai nạn đã gây mất điện ở 7 khu dân cư và kéo theo hỏa hoạn tại một ngôi nhà của người dân. Giới chức Sao Paulo chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào liên quan đến vụ việc. Đến tối ngày 22 tháng 7, 95% hộ dân đã có điện trở lại. Truyền thông địa phương dẫn lời anh Carl Ramos, 20 tuổi, chủ nhân chiếc xe máy trong vụ việc, cho biết khinh khí cầu khi đó đã hạ xuống đường phố rồi kéo theo phương tiện của anh, va vào ô tô của mẹ anh và tiếp tục đâm vào xe hơi của hàng xóm. Sau đó khinh khí cầu nâng chiếc xe máy lên cao và va vào cột điện. Cảnh sát trưởng São Paulo, Renato Melo, nói các nhà điều tra đang xem xét đoạn video với cảnh một đám đông đốt lửa để khiến quả khinh khí cầu bay lên cao. Ông Melo chia sẻ: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra, một số nhóm thả khinh khí cầu đã được xác định. Đó là hành vi phạm tội vì nó gây ra hỏa hoạn, thiệt hại về vật chất. Thả khinh khí cầu bị coi là tội phạm môi trường ở Brazil và có thể đối mặt với mức án 3 năm tù." Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn Cuba dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều ngày 24 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sang chia buồn và tham dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước việc Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba là một trong những nước đầu tiên thông báo cử đoàn tới chia buồn và dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, biểu hiện sinh động cho tình đồng chí, anh em hữu nghị đặc biệt Việt Nam, Cuba và tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Cuba đối với Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội Cuba chuyển lời chia buồn sâu sắc, lời tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định đây là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư. Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba cũng mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi, một người đóng góp không mệt mỏi cho quan hệ Việt Nam, Cuba. Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính phủ và nhân dân Cuba vì sự đoàn kết, động viên chân thành, thắm tình hữu nghị anh em, khẳng định Việt Nam sẽ gìn giữ, phát huy hơn nữa di sản của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ với Cuba, đưa quan hệ giữa hai đảng, hai nước đi vào chiều sâu, phục vụ sự nghiệp hòa bình và phát triển của hai dân tộc. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi lời thăm hỏi tới Đại tướng Raúl Castro, bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Mizu Daya, Canel và các lãnh đạo đảng, nhà nước Cuba. rao bán căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau trên mạng xã hội. Chiều 24 tháng 7, trên trang cá nhân Hồ Tập, chủ nhân căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau, xuất hiện thông tin rao bán căn biệt thự trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản. Chủ nhân căn nhà đăng tải nội dung, mình có nhu cầu chỗ ở mới, không ở đây nữa, nếu có ai có nhu cầu thì mình sang nhận lại. Ông Hồ An Tập, cho biết ông đã rao bán căn nhà trên với hy vọng ai mua thì ông đổi cho ở khác. Tôi tính toán sơ bộ, số tiền chuyển mục đích sử dụng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Tôi không có số tiền đó nên hết cách đành rao bán căn biệt thự. Hiện tại tôi còn thiếu nợ ngân hàng nên đâu thể vay thêm để đóng tiền chuyển đổi theo yêu cầu của ngành chức năng, ông Tập nói. Khi được hỏi về giá trị chuyển nhượng căn biệt thự, ông Tập cho biết hiện tại chưa chốt giá tuy nhiên ông sẽ bán cho ai có thành ý muốn mua. Ví dụ như căn biệt thự và đất thủy sản 50 tỷ, tôi sẵn sàng bán giá rẻ hơn giá tôi đã đầu tư vào từ 5 đến 7 tỷ. Người mua còn phải chuyển đổi sang đất ở tốn số tiền hơn 10 tỷ nữa. Còn nếu không có ai mua mà ngành chức năng quyết tâm phá bỏ thì tôi cũng chịu, ông Tập chia sẻ. Thông tin ông Tập rao bán căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau được đưa ra sau khi ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cho biết đã hết hạn cho phép chuyển đổi mục đích đất sang đất ở nhưng ông Tập vẫn chưa thực hiện chuyển đổi. Cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp thực hiện quy trình cưỡng chế, xử lý các bước tiếp theo đúng quyết định đã ban hành trước đó. Khoảng 2 năm trước, trong lúc cơ bản hoàn thành căn biệt thự của mình, ông Tập đã quay và phát trực tiếp hình ảnh lên mạng xã hội và tự nhận là căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau. Biệt thự tọa lạc tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, trên khu đất hơn 3.564 m2, do ông Hồ Anh Tập làm chủ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện căn biệt thự xây không phép trên đất nuôi trồng thủy sản nên phạt hành chính 22,5 triệu đồng và buộc phải chuyển đổi diện tích 2.260 m2 sang đất ở để căn biệt thự được tồn tại. Nếu chủ sở hữu không thực hiện chuyển đổi, sẽ thực hiện các thủ tục cưỡng chế để khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày